Như lai thành đẳng tránh giác như vậy, pháp tánh như vậy, không sinh không làm mà được thành tựu. Phật tử đó là tướng xuất hiện ra đời thứ nhất của như lai ứng tránh đẳng giác. Đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa Phật tử, ví như khi ba ngàn đại thiên thế giới sắp thành, thì nổi mây lớn mưa xuống tên là Hồng Chú, tất cả phương hướng xứ sở không thể thọ được, không thể giữ được, chỉ trừ khi có đại thiên sắp thành phật tử như lai ứng tránh đẳng giác cũng lại như thế nổi mây pháp lớn mưa xuống pháp lớn tên là thành tựu như lai xuất hiện tất cả nhị thừa tâm trí nhỏ hẹp hạ liệt không thể thọ được không thể giữ được chỉ trừ các đại bồ tát sức tâm liên tục phật tử đó là tướng thứ hai xuất hiện của như lai ứng tránh đẳng giác đại bồ tát nên biết như vậy lại nữa phật tử ví như chúng sinh do nghiệp lực mây lớn mưa xuống chẳng từ đâu đến chẳng đi về đâu như lai ứng tránh đẳng giác cũng lại như thế vì nhờ sức căn lành của các bồ tát nổi mây pháp lớn mưa xuống pháp lớn chẳng từ đâu đến cũng không đi về đâu phật tử đó là tướng xuất hiện ra đời thứ ba của như lai ứng tránh đẳng giác bồ tát nên biết như vậy lại nữa phật tử ví như mây lớn đổ mưa lớn xuống tất cả chúng sinh trong đại thiên thế giới không biết được số giọt nước mưa nếu muốn tính toán sẽ khiến cho họ phát cuồng chỉ có ma hê thủ la chủ đại thiên thế giới vì nhờ sức căn lành đã tu trong quá khứ cho đến một giọt thảy đều biết rõ phật tử như lai ứng tránh đẳng giác cũng lại như thế nổi mây pháp lớn mưa pháp lớn tất cả chúng sinh thanh văn duyên giác không thể biết được nếu muốn suy lường tâm sẽ cuồng loạn chỉ có đại bồ tát chủ tất cả thế gian vì nhờ sức tu giác trí huệ trong quá khứ cho đến một câu văn nhập vào tâm chúng sinh thảy đều thấu rõ phật tử đó là tướng xuất hiện ra đời thứ tư của như lai ứng tránh đẳng giác đại bồ tát nên biết như vậy lại nữa phật tử ví như khi mây lớn mưa xuống có mây lớn mưa tên là năng diệt hay tiêu diệt nạn lửa có mây lớn mưa tên là năng khởi hay khỏi nước lớn có mây lớn mưa tên là năng trì hay dừng lại nước lớn. Có mây lớn mưa tên là năng thành hay thành tất cả ma ni các thứ báu. Có mây lớn mưa tên là phân biệt, phân biệt ba ngàn đại thiên thế giới. Phật tử như lai xuất hiện ra đời cũng lạ như thế. Nổi mây pháp lớn, mưa xuống pháp lớn. Có mưa pháp lớn tên là năng diệt hay diệt phiền não của tất cả chúng sinh, có mưa pháp lớn tên là năng khởi, hay khỏi căn lành của tất cả chúng sinh có mưa pháp lớn tên là năng trì hay dừng lại kiến hoặc của tất cả chúng sinh có mưa pháp lớn tên là năng thành hay thành nhất thiết trí huệ pháp bảo có mưa pháp lớn tên là phân biệt phân biệt tâm vui thích của tất cả chúng sinh phật tử đó là tướng thứ năm xuất hiện ra đời của như lai ứng tránh đẳng giác đại bồ tát nên biết như vậy